Xin chào tất cả các bạn nha. Bây giờ David sẽ làm một cái bộ này, hướng dẫn cho các bạn làm cái màu, hai cái màu này là mình sẽ làm nhiều cái design, là mình sẽ làm ombre, mình sẽ làm marble và mình sẽ làm tất cả khác nhau. Mình thả cái bộ vô này, ngay cuticle đúng không? Ngay chỗ này là mấy bạn thấy không? Con này right here. Lúc nào cũng vậy hết. Mình vuốt từ hai bên, mình vuốt vào giữa, nhất là cái móng dài và cái móng nhọn như thế này. Là bắt buộc mình phải đạo, mình phải xây dựng một cái nền tảng thiệt là cao, thiệt là cong, nó phải có một cái U. Cái U nó nằm ở ngay giữa. Cái sếp này bắt buộc phải có, tại vì nó là một cái gọi là sếp ladder mà. Ladder này mà nó không có cái U này thì nó dễ gãy lắm. Thì đâm ra lúc nào cũng vậy, hết tạo. Bên ông thì lúc trước mình đã cái hông này là chút xíu mình phải vỗ nó thành sếp rồi. Thì đâm ra mình không cần đắp hai bên hông. Đâm ra là coi này. Mình đắp là nãy giờ là mình đắp ở ngay. Mình lấy bột đó là mình lấy bột từ bên đây mình lấy vô này. Lấy bột từ bên đây là lấy vô này. Mình tạo cái đường cong ngay giữa chứ không phải là mình lấy cục bột bự cho nên mình thả cà gào xuống đây. Mình đè nó quá thì hai bên này nó bè ra nhưng mà bên này nó flat. Cái móng tay đó là bị gãy liền. Ha, cái móng tay này sẽ, nhưng mà cái móng tay này mình nhìn như vậy mình có cái độ cong thon đẹp mà lại khó gãy lắm, không có dễ gãy. Tại vì cái structure của nó có cái structure của nó. Mình nhìn vô mình thấy nó ha. Đó, sau đó mấy bạn này mình lấy cục bột thứ hai này nha. Này mình thả cục bột thứ hai ngay đây này các bạn, đây ngay đây này các bạn, kéo nó xuống được không? Đó, các bạn kéo nó xuống thấy chưa? Thấy chưa? Đó, cái đó đi vô Walmart mua không? Ừ, đó đi Walmart mua. Là sát cái cầu này không? Để sát vào đây này không? Mấy bạn đi sát vào cột thứ hai này. Cái cuticle nó phải tròn và nó phải đẹp nha mấy bạn. Đây này, ngay đây này. Đó. Thấy chưa? Đó, nó phải tròn ngay đây này. Nó tròn, nó đẹp thì nó nhờ ngay khúc đó hết. Cái đó là cái quan trọng nhất. Sát vào. Cái quan trọng là mấy bạn phải có cái bộ clear đó, không có cái bộ clear đó là để nó bảo vệ cái ombre của mình đó. Anh dụ nó bay đi hết, không có nó bay đi hết. Bắt buộc phải có bộ clear lên trên nha, đúng không? Hello Helen La, hello Si Dung Nguyễn, Debbie Mugrove, Jessica Gonzalez, Larian Orojo. Hello everybody. How much is this? Hello Jessica em. This here is I'm actually is teaching them how to use the design, how to do a design. So I'm gonna do here. Nè, lưới nè. À, cái lưới này lúc mà mình đi nó vào nó là như vậy nè, mình lấy nó vào cái lúc cái bột của mình nó gần ráo ráo, khi mà nó còn ướt á mình đưa nó vào đó là nó bị dính vào cái design của mình đó. Nên là nó phải hơi bột, nó phải khô khô ráo ráo thì mình đưa nó vào là những lúc đó là những đứa là đẹp nhất. Rồi mình lấy nó ra, nhấc nó ra các bạn, khi mà bạn thấy nó lấy nó ra thì mấy bạn để này, mấy bạn có thể bỏ cái bột ấy vào thôi. Clear bột trắng này, bạn kéo nó. Đó. Cái này là cái bột American nha, đây mình không có bỏ American cho nó nhẹ nhàng thôi chứ không cần phải bỏ nó đậm đà cho quá. Bột trắng thì nó sẽ nổi, rất là nổi bật. Bột này nè, bột sau này soft white. Nó vừa đủ nổi lên thôi nha. Nha. Ha. Đây đó. Nè. Bây giờ đây mình sẽ dùng cái màu này để mình sẽ làm ombre nha. Nè. Màu trắng nè. Màu xanh này và màu xanh đậm này ha. Marble này mấy bạn coi này, ngoáy này, một vòng đúng không? Mình sẽ đi xuống dưới đây ra tới đây. Đó, đi cho thiệt nhẹ nhàng nha, không có đẩy, không có ấn, không gì hết. Đi những cái điệu rất là nhẹ nhàng, chậm chạp cho nó đi. Okay. Rồi sau đó mình có những cái màu này. Đấy, bạn thấy không, đưa nó vào cho nó sát vào trong đó, cá đầy đủ cho mình hết.
Dạ, các bạn thấy mình vuốt nó vào. Mình đắp, mình cố gắng mình đắp, đừng có ham đắp một cục. Mình kệ nó đi, mình cứ từ từ. Tại vì nó làm design là đâm ra mình làm. Mình cho cái móng tay cho cái cuticle để nó tròn ngay đây này. Ok. Đó. Đó, mấy bạn thấy chưa? Ha, hai cục. Rồi. Bây giờ này, mình trở lại nè. Mình sẽ dùng cái màu này nha. Đây. Mình sẽ dùng cái màu này đi ha. Xanh thiệt là đậm nha. Cái màu này làm ombre. Nè, thả nó xuống nè. Ngay chỗ này là mấy bạn nên nhớ thiệt là mỏng nha. Đó, thiệt là mỏng ở đây. Tại vì cái chỗ này nó cần mỏng như vậy để mình làm ombre cho những cái màu nhẹ nhàng nó vô nó mới được, chứ không là nó sẽ bị quá mạnh mẽ. Nó không sẽ bị thấy được cái chiều dưới. Đây bạn lấy ra này không? Thấy chưa? Thấy chưa? This is gonna be a mermaid look. Yeah, it's gonna be almost like a mermaid look. Very close to mermaid. So you could see all kind of different. Rồi, sau đó là mấy bạn coi ha. Mình chờ cho cái bột này nó hơi khô tí xíu, mình sẽ dán thêm một lần lưới nữa. Nhưng mà cái này là it's... Ok, the reason là mình chấm cho cái bột trắng là như vậy này, tại vì cái bột trắng này nó sẽ không bị dính, nó sẽ không bị dính miếng lưới vào đây. Và cái bột trắng là nhiều khi mình muốn, nếu mà cái màu mà super white đó, nó làm cho thịt trắng nó sẽ tạo ra cho mình, nó sẽ tạo ra cho mình một cái đường line trắng sẵn ở trong này. Nhiều khi mình khỏi bỏ trắng vô nó cũng ra. Nhưng mà thực sự ra mình muốn cái thằng này là mình không có gì hết. Tại vì mình muốn mấy phần nó giúp cho mình đừng có dính. Nè, bây giờ là mình sẽ đưa cái màu này vào nè. Ok, cái này là cái màu này là cái tông mơ mây của mình. Mình sẽ đưa OM33 đẩy nó xuống nè. Cái mơ mây này nó sẽ đi nó xuống dưới này luôn và nó sẽ kéo những vào những cái lỗ của mình dưới đây. Đó. Mình cho nó vô luôn đi. Đó. Mình cho nó vô để cho nó rớt được bao nhiêu nó rớt. Không có cần nhiều nha, mình nhiều. Và chút xíu nữa mình bỏ cái bột clear lên thì khi mình bỏ cái bột clear lên á thì mình sẽ thấy được cái những cái nhỏ 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 nó nằm ở dưới đó nó tạo ra cái nhìn khác nhau nè. Đó. Nè, có bột thứ hai nha. Ngay đây nè. Sát vào cuticle nha, với bạn và mấy anh chị phải cho nó tròn nha, cuticle thiệt là tròn nè. Kéo xuống. Nhớ chùi cho hai cái này nó sạch. Hai cái bên này rất là quan trọng. Đó. Đúng này rồi. Thì mấy bạn thấy. Nếu bạn thấy mình sẽ cho cái này đi vào cái bột clear nó đi vào ngay đây nha. Cái bột clear bắt buộc nó phải để ngay đây chứ không thôi là mấy bạn giũa bay đi hết cái bột clear design của mấy bạn. Ok. Rồi bây giờ là quý nhìn này qua tới bay bên đây. Mình sẽ làm một cái ngón như thế này, mình làm để cho mình làm cái bông tùy đi. Thì mình sẽ làm nó đi vào một cái hướng. Chờ đó mấy bạn lên chị đẩy nó vào này ha. Đẩy nó vào chút xíu ha. Không, cái bột của nó dễ làm lắm, mình đẩy nó tới đâu. Đẩy nó vào nha, đẩy cho nó hai cái ranh giới như vậy. Thì thằng này mình đưa cái này vào cái góc cho nó dày lên, cái độ dày cho nó dày lên cho nó đều. Sát vào đây. Nhớ là ngay cái đi cầu thịt là tròn và đều ngay đây giống như là mình làm đó. Thứ tới bên ngoài. Đó, ha.
bên đây mình sẽ cho nó cái màu silver đi nha. Cái màu này màu silver mình thả nó bên đây. Nhớ là ngay cái cuticle lúc nào cũng phải hết. Take care cuticle cho nó thiệt tròn thiệt đẹp. Thấy không? Nè, vô này. Ông Lê lấy đi, đó đây. Chút xíu nó chưa làm. Đồ cắt gì? À, không, không có đen, không có đen. Nhưng mà nó mờ đó. Cái đầu giũa đại da lên có. Ờ, đầu giũa đại da lên đó hả? Ở đây không có, ở đây không có lấy. Trời ơi, làm sao? Quậy là như cái vòng tròn thôi. Vậy vòng tròn thôi. Mình đừng có sợ. Cái quan trọng là mình sợ mình quậy không ra, mình không có quậy. Mạnh tay đi. Mình ở nhà, khi mình ở nhà mình lấy cái này mình lấy cái tiếp ra đó, mình lấy cái màu trắng mình chấm qua. Mình quậy chừng một hai lần ok. Nhớ là đừng bao giờ quậy cục bột bự hết. Quậy cục bột thiệt là nhỏ. Rồi từ mình bự nó lên thì mình lấy lúc nào nó phải ướt thì mình nó mới quậy được. Nó không nó ướt nó không có ướt là không quậy được đâu. Nè. Quậy lại này ha. Màu nào nó nhiều hơn lấy màu nào nhiều. Lấy màu trắng nhiều hơn. Thấy không? Thấy chưa? Này mấy bạn thấy không? Vừa rồi em mua thêm 30 màu mới, anh chỉ học cách làm ombre, còn những màu design em không làm marble design như em hoài không được. Võ Cầm Tú, đây này anh đang làm đây, em chú ý nha. Đây. Cho nó thịt tròn ngay cái đi cầu của mình ha. Các bạn thấy không? Ôm nó lại đây. Thì thực ra ngay cái đầu nó rất là mỏng, tại vì mình làm một cái sức bột à. Mình phải có cái bột clear để mình bảo vệ cái mỏng cái chỗ mỏng đó. À, nhưng mà bột clear đó em xài xong chưa? Đây. Hơi có hai ba hũ muốn tìm nó ra. Đây, bột clear của nó đây. Nhớ là cái bột clear. Trước khi này quá trời luôn. Tại mình muốn làm mơ mây thì mình cho những cái màu này lên trên cái mơ mây này. Đó. Này. Sau đó này, sau đó là mình mới bỏ bột clear lên nha. Nó là cái flake thôi, nó hay, rất là hay. Bột clear này. 14, 16, 10, 12, 10 xài hết. Này. Đẩy sát lên này. Đúng rồi. Design lúc nào cũng hết thì cứ làm mỏng đi. Đừng có quan tâm về cái vấn đề độ dày của nó. Mình làm design xong rồi bắt buộc mình cứ nên nhớ là mình như này. Cái design của mình nó sẽ cover bằng cái bột clear. Mình nhớ như vậy là mình được là ok được rồi. Mình làm là sẽ là good rồi. Đừng có lo là làm tới nơi tới chốn này, kệ nó. Nó ra chút xíu mình bỏ lên nó giống là cái ấy nhưng ông ánh rất là đẹp mơ mây này. Đó, bạn thấy. Xong một bên nha. Rồi. Bây giờ mình qua bên thứ hai, mình sẽ đề ba lại bên đây. Nè, loại nữa này, ba bồ nữa này. Trắng này, cái này xanh này nè ha. Nè, ba bồ này, con này quậy này ha. Mình để lên chứ mình quậy liền. Nè, quậy lên này ha. Thấy chưa? Không bao giờ nó ra giống nhau hết. Nè, lúc mà nó quậy ra như vậy thì quậy ra như thế kia. Không bao giờ giống nhau hết là trở lại nè. Nè, nè, tiếp tục nè. Bên đây là nhẹ nhẹ, bên đây là vô nè, thấy không? Đó. Thấy không? Cái này mình chỉ quậy thôi, cái mình để đó mình không được kéo nó là nó bị lem lại. Không không, đừng có kéo nó, mình đừng có đụng nhiều tại vì mình muốn quậy cho nó. Tại em quậy xem kéo cho nó. Kéo đi ra hết rồi, nó mất cái marble của mình hết đúng không? Đó. Mấy chiều trả lời rồi. Mấy chiều nào? Thì bây giờ chiều nào chiều lên đó. Dạ, 200. Chiều mà tên gì phải bình hai ba loại chứ. Mơ mây là chịu rồi.
Nè. Thả cũng một clear đây này ha các bạn thấy chưa? Chị có lấy máy treo, máy đèn treo máy bay không? Ừ, sao? À, ha. Ừ. Hello Loan Hồ, hello Amana Flores, Thảo Thảo, Hùng Chiều, anh chị chị em, anh chị em vô Cẩm Tú ơi, anh Hoàng không giỏi như anh. Chị anh chị em. À. Cái đó của Tammy, that's a warm up mua. À, em thấy không? Sau khi đó này mình nhớ mình chờ cho cái mặt bột nó mờ mờ đi chút xíu nha, anh sẽ đưa cái miếng lưới vào. Hello, hello Ô và Thúy Phương. Đẹp quá, thỏ trắng, hello thỏ trắng. Coi này nha, chờ xíu nha. Chờ cho cái bột nó hơi mờ mờ đi chút xíu thì mình sẽ nhấn lưới vào nha. Trước khi nhấn lưới là thấy đây này, lấy cục bột, đây là hũ bột trắng đúng không? Này. Thì cái hũ bột trắng này đó mình sẽ đưa cái miếng lưới nó vào cái hũ bột trắng để mình làm gì không? Nó có dưới lưới như vậy đó, nó dính vào đây để cho nó dính vào để cho nó lấy dễ lấy ra, nó không có bị dính luôn ở trong đó. À, sau đó này đưa nó vào này, nè các bạn thấy không, chị thấy không, đưa sáp lên trên luôn nha, đưa nó sáp vào luôn mấy bạn thấy không, đó. Mấy bạn lấy ra nha, nhẹ lấy ra, thấy không, lưới nó không có dính vào lưới, đó. Nó được cái đó. Sau đó nè, mình cho chút xíu thôi, không cần nhiều. Sơ thôi. Mờ. Rồi bắt đầu mình lấy cái thằng silver này, nó có kim tuyến này, mình đưa nó vô này. Đó. Các bạn thấy nó có kim tuyến nào đó không? Nó là màu. Gắn lưới đuôi cá gì nữa. Rồi bắt đầu nằm ở chờ. Nè kéo nó vào. Thấy không, ôm nó lại này, không ôm sát vào này, tiếp tục vẫn ôm như cái tư thế nào. Hello Son Khắc Vinh. Hello Maca Christina, hello Nguyễn Hân. Rồi. Hai ngón đưa qua bên này. Cái đó nè, cái đó cho đó, cái đó cho cầm về đi. Cầm về đi ra bên tiệm để lên trên đấy. Chị mở cửa xe dùng. Rồi. Bây giờ mình sẽ là ok, tiếp tục bên đây. Cái gì? Clear à? Đây giờ clear này. Đẩy cho nó vào cho nó có cái chút xíu mình sẽ làm cái design cho cái kiểu này. Các bạn đẩy cái này nó sáp vào trong đây luôn. Tối nay về đừng có đứng gần ổng. Ái mạng sẽ xảy ra. Đừng đứng gần ổng được rồi. Đứng gần ổng là có ái mạng xảy ra.
Lúc đó là đang lên máy bay là đang nghe tin tức, nó nói là Utah đang có một đang có một 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 án mạng xảy ra là từ cái móng tay nhọn. Hoàng chịu trách nhiệm nha, đẩy không chịu. Hello đẹp, hello hello Hùng chịu đâu anh lúc đó là anh về ấy rồi, anh về tới Florida rồi, anh đâu biết chuyện gì xảy ra. Nhớ bỏ cái bột lia ra nha. À bột lia chưa, có người sai rồi. Cái màu đó nó đi cover hết. Cái màu này màu ombre mà đâm ra nó cover rất là good. Cái này là OM33B, cái màu này là cái màu nó có một cặp của nó. Dòng một là dòng một cover. Cái màu là cái màu ấy này ha. OM33B. Đó, mấy bạn thấy không? Đưa nó sát vào. Bột lia này ha, mình cho bột lia lên nha mấy bạn nhớ không? Viên nó xuống. Để nó vô. Đúng rồi, mình sẽ cho tia lia đẩy nè, tiếp tục này, bỏ clear vào này. Cái nào mình cũng cần bỏ clear hết nha mấy bạn, không có clear là không có được đâu đó. Không có clear là nó dũa, nó sẽ mất cái này đi này đó. Quan trọng nhất là cái khúc này này, không có clear là cái khúc này là bye bye này, thấy không? Đó, thấy chưa? Đó, cái quan trọng ở đây là clear đi. Mày bỏ clean nữa này ha. Okay. Tem hả? Cái này là mình lấy cái màu ấy luôn nha, màu mình không có lấy cái màu trắng, mà David lấy luôn cái màu, David lấy luôn cái màu màu glitter này, đưa nó vào, vẫn giữ lại cái cũ, vẫn đưa cái này vào đây. Có những cái ống ánh đó, okay. Giữ lại xếp như cũ này, tiếp tục này, nè nó xíu lia ra lấy cho nó, đắp xong trả lại liền, nè thả vào cái decal này ha, đưa nó vào, đó.
Nhớ khúc này. Cái màu này nó như có sữa sữa đó, đâm ra nó làm ombre rất là đẹp. Cỡ nào nó cũng cover được hết. Sao lại OM33? Đây là OM33 3 OM33B. B chứ không phải A. Nè, thả bắt đầu thả bộ clear lên này. Đó, kéo xuống. Kéo xuống. Nhớ là ôm từ bên đây ôm lại này, ôm từ bên đây ôm lại này. Ủa Tony nó thằng đâu rồi, kẹp quá đẹp luôn sư phụ. Chạy đi đâu, Tony chạy đâu có tiêu rồi. Thả đi hả? Ờ đúng rồi, nãy thấy nó đi rồi mà. Tony đang đi đâu rồi em? À, cái màu này, cái bộ này nó cái màu rất là óng ánh này, màu. Đỉnh quá bác. Đẹp không bác? Đẩy da người ta ra này không? Các bạn nên nhớ đẩy da người ta ra. Em đi ăn. Em quay lại liền. Ok rồi, ok đi ăn đi rồi quay lại nha. Ăn con mình trời. Mình có cuốn trong đó thì nó đâu có bụng vô ăn nha. Nó đói nó chạy đi nó ăn nè. Gọi cuốn nè, ok chút xíu nó chạy vô ăn miếng rồi chạy ra làm tiếp nha. Đó. Nhớ là đẩy hết ra nha. Cái dũa xếp của cái thằng tèo le đầu sắt là anh đi lên tới trên này luôn rồi chưa, anh đi cong lên tới trên cái vòng trên này luôn. Đó, mình đi này lấy bột hai góc này, đi lên tới trên này luôn này, không lấy ra nha. Bên đây cũng vậy này, có đi vô đây lên tới trên này luôn này, thấy chưa, rồi bắt đầu mình lấy ra. Cái đó là cái mà mình dũa xếp có phần là phải làm xếp có xả lá rồi là phải vậy đó. Đó. Đó, thấy không. Cái này quay hay là quay trực tiếp vậy anh? À, áo cưới phiên nguyên cái này là trực tiếp nghe anh. Sally Marcella. Nó vô lại rồi. Ok. Ok. Nhớ là đẩy da hai bên là mình dũa vô nha. Đó, không? Mình đi lên tới trên này luôn nè, thấy không? Xếp cái này nó đi lên đi. Đường dây này đi lên tới trên đây nè. Đây cái đường cong không? Đó. Đây cũng vậy nè. Đây này ha, đi cong này thấy chưa? Đúng rồi, mình giữ cái sếp cho nó mình cứ chỉ chạy theo thôi. Đúng rồi, mình dán thì vậy là anh ở nước ngoài chứ không phải ở Việt Nam. Áo cưới bên Phương anh đang ở bên đang tiểu bang gì đó, anh đang ở tiểu bang Utah, nó nằm gần Mỹ á, Mỹ Tho, nằm gần Mỹ Tho, nước qua đây là không, đây đây,
chị. Sao? Mình phải cần uống nước. Đúng rồi, bột. Mình sẽ lúc chút xíu nữa mình sẽ trở lại, mình sẽ làm chút design ở trên đây nữa nha mấy bạn. Anh vuốt cái này cả ngày rồi đó nha, nó đúng ra cả ngày đó là anh vuốt tùm lum thế này, nó vẫn còn cứng lắm, ngày hôm qua luôn á. Bởi vì cái vuốt này đáng đồng tiền luôn á. Ở đây không có bán, anh em mà sẽ khác tới đây anh mua bên Texas á. Đúng rồi, vũ ngon lắm. Anh David ơi, cho em hỏi màu nuôi để đắp ombre thì màu mấy? Nguyễn Alex, anh có nhiều màu cá nha. Em có thể lấy cái màu màu OM15B. Em lấy cái màu solid 36 hoặc là em lấy cái màu solid 71. Hay là em lấy cái màu OM8B. Thì nó có rất là nhiều màu khác nhau. Thì em có thể là mua 5-4 hũ đi, về khách lấy thích lúc nào em mua hũ đó. Nè, OM8B, OM15B, Solid 36 và Solid 71 ha. Nhớ em lấy những 4 hũ đó, em làm chung với màu American hay là cái màu Solid 24 Soft White đó là nó sẽ ra rất là đẹp nha. Cái gì vậy? Nó dựng lên hết. Chắc ma đi theo anh luôn quá. Cái cô ở Mỹ Tho sao gặp được. Rồi bây giờ mình sẽ vuốt, mình sẽ vẽ cái vòng cong nha. Chủ nhân bộ móng này có làm việc nhà không chị ơi? Có chứ, thợ nail đó em. Một ngày vuốt là đi máy bay khủng khiếp luôn á. Đây lấy ra. Đây bỏ đây. À được kìa. Nè thêm anh lấy cái xếp vô nè, anh lấy vô nè. À, anh đi một vòng cong này thấy chưa? Nè vô bên này nè, em vô bên này nữa chưa? Em vô nè thấy chưa? Em đi bên đây đúng không? Em đi là vòng cong nè. Đi vòng cong này cho anh này ha. Em vuốt nè, thấy không? Em vuốt nè. Em vuốt nè ha. Thấy bên cong này không? Vô đây nè, thằng cong này không? Thấy chưa? Khi bên đây dày mình vỗ bên đây nhiều hơn. Đúng rồi. Thì tại vì lúc mà anh đắp á, hai bên nó đều với nhau rồi. Nhiều khi là em đắp á, thì là bên đây nó bị dày hơn. Thì đâm ra là em phải vuốt khác. Đâm ra là anh vuốt nè. Ngay chỗ này em đi vòng tròn đây này không? Vòng tròn đây nè. Đi hết một vòng. Từ đây đi nè. Thấy chưa? Ôm từ bên này ôm vào này, ôm từ bên này ôm vào, anh vuốt nó vào thì nó nhọn này, thấy chưa? Đó, này. Tiếp tục qua bên này là anh làm lại nè. Okay. Em vuốt không? Vuốt đi vòng cong này ha. Vuốt thì vòng này vuốt ra nè, theo anh vuốt vô đây không? Vuốt vô đây không? Đó là nó hay là như vậy. Anh vuốt nè, đi vào đây nữa nè, thấy không? Nhẹ nhẹ ăn góc này thấy không? Đi một vòng cong nữa nè. Sao làm đi, anh làm cho thấy vũ xong rồi anh làm cho em luôn. Em còn một bàn. Nào, đưa nó vô nè. Đó, ôm nó lại này, ôm nó lại này, thấy chưa? Ôm nó lại này, thấy không? Lấy cái góc này vô này, thấy không?
lấy cái góc vô này, lấy góc này vô này ha, đẩy vô đây thì cho nó nổi như cái này chút xíu ra, cho nó nổi cái những cái mà mình tránh ở dưới hồi sáng đó, mình thấy sơ sơ thôi, mình không muốn thấy nhiều, thấy sơ sơ nó nổi lên này đó. Đây, mấy bạn thấy chưa? Ừ. Đó. Qua bên này tiếp tục này, một cái vòng cong này ha, chỗ này nó dày này ha, em đưa này vô cho anh, bạn xuống vuốt bên này, em vuốt vào như vậy này, thấy chưa? Nếu mà nó dày em vuốt nó vào bên này cũng vậy này, đưa nó xuống này ha. Ôm lại này, ôm lại này. Em lấy sát cho anh. Lấy sát cho anh. Anh David ơi, solid 36, 31 và ôm 35 và 24 hả anh? Đúng rồi em. Rồi vô đây vuốt xếp bên này lại này không? Coi này. Nè, lấy hai bên này ôm lại này không? Đi cái vòng cong này thì là cong đây này. Vuốt này là cái vuốt xếp tì. Ừ, nóng đứt tay được. Này, ôm nó lại này không? Loại này nhiều chỗ bán lắm mà không biết đây có hay không. Quan trọng đó là xếp tì nó tròn tròn là ok được rồi. Anh đi sát xuống đây để cho nó nổi cái thằng này ra nha. À, nó hiện cái thằng này ra này. Mình muốn nó hiện thằng này ra chút xíu. Cái móng này là dễ gãy lắm. Nếu mà làm không đúng là nó gãy liền. Các bạn thấy chưa? Đó, đi cứ vuốt cho nó vòng, lấy cái thằng này đi sát vào bên đây, lấy ôm vô bên đây, sau đó ôm vô bên đây này, đó. Cái quan trọng là cứ ôm nó vào. Đó. Và bên đây tiếp tục này. Xếp bên đây ha, nhớ đẩy da ta ra. Hello Gia Trương. Tiếp tục mà, tiếp tục cái màu này là màu xanh này, làm giống như là người mơ mây vậy đó. Cái này là tất cả những cái kiểu nó làm giống như là mơ mây, màu xanh hết. Thank you.
Rồi mình cầm lên mình coi nha, nó ok hay chưa, mình đo nó đều đều, nó không sao không, nó ok thì mình lấy, còn không là hơi dài xíu mình chuông vô lại xíu. Cái dũa này là cái dũa mình đi cái cuticle cho nó tròn mà nó sạch. Mình nhớ là mình đi một cái tốc độ rất là chậm, nhẹ nhẹ nhàng nhàng, nhưng mà trước khi mình đi mình nên coi là mình nên đẩy da ra hay không, tại vì nó đẩy da ra nó giúp cho mình làm việc nó dễ dàng hơn đó. Nó không chỉ ra, nó chỉ ra lại chẳng tốn bao nhiêu hết, một vài giây, nhưng mà nó giúp cho mình chơi cái chỗ khác nè, thấy không? Nào, ok, cảm ơn em. Nào, đẩy da lên thấy không? Người khách người ta hay lắm, người ta nhìn được những cái tỉ mỉ của mình, người ta thấy được cái tỉ mỉ của mình, thì người ta nó đứng lên là nó sẽ Santa, hello. Theo mình đi nhẹ thì là nhẹ là bắt đầu nó tròn ngay chỗ này của mình rồi, theo theo thấy chưa, đi cho nó tròn này. Đó, nó nhờ cái tròn đó đó, vừa đẩy da ra, vừa đẩy cái bột nó vào nhìn này, đẩy da này, theo nó bị cái gì làm chủ được thôi, làm vậy chú làm. Thấy đi không? Làm mình thấy tay đẹp không? Đẹp thiệt. Có chi xô nhưng mà da cái này đẹp. Dạ. Cái nào cũng cái đó là 6 đồng nha chị. Nhưng mà giờ hết rồi, khi nào có mình sẽ nói chị. Em cũng chưa biết nhỉ. Chắc cũng là nó cùng đó. Đi sát vào cái cuticle mình nó tròn thì nó mới tạo được cái độ, nó mới tạo được cái đẹp của cái đó. Hello Linh Hương, hello Long. Đầu dũa này ha, đầu dũa này thì nếu mà muốn mua thì inbox anh đi, anh chỉ dũa mua cho. Không, anh không có bán, chỉ chỗ mua. Chỉ chỗ mua nha. Cũng gửi chứ, ở đâu cũng gửi hết. Bao nhiêu cây thì mới gửi anh? Có, mua một cây họ cũng gửi, mình trả tiền shipping thôi, đi đâu. Cái nào cũng gửi hết. Công ty đó họ gửi hết. Dạ, mình mua.
Facebook của anh là gì? Facebook là David Hoàng. Sáng giờ sư phụ được mấy chân dài rồi. Liên Hương, Liên Lương hả? Sáng giờ hả? Chân dài anh nhiều quá, anh đếm hết luôn. Quá trời là chân dài luôn. Hello Vinh Giang, ở Đức có bán không? Có, ở Đức là hình như là không bán. Ở Đức em mua qua bên Anh thì bên Anh người ta gửi qua cho. Cái chai. Cái này chai đen. Cái này màu trắng. Cái màu đen. Có, mình lấy màu trắng. À màu trắng. Anh không làm màu đen, anh làm cái này cho nên sẽ làm màu trắng. Tại vì cái này là cái mơ mây thì mình phải làm màu trắng xíu. Xíu treo vô. Lấy ra, như lại. Rồi. À, phải vô sâu nó mới on được. À. Đó, đó. Cái hũ treo gì vậy anh? Hũ treo trắng thôi em. Hello cô Jean. Yên Bình, hello, hello, hello Yên Bình em. Wow, Naso. Now wow. Hello Mosimo. Izune Itara. Ogenski desu ka? Rồi, lấy ra nhìn. Rồi. Đây, bên này cũng dễ, nó quen. Chờ xíu là làm bên này luôn. Hai chỗ. Chắc chị không bỏ đi đúng không? Chị không bỏ đi đúng không?
bỏ không bỏ thấy không? Cái này những đường nhỏ nhỏ cho cái dao trắng thôi, làm những là cái bẫy cá thôi. Đây vì không muốn làm hết, đây vì muốn làm một góc thôi nha, cho nó tượng trưng thôi chứ không có phải là mình làm một cái rõ rệt ra là cho nó thấy rõ ra là cái là bẫy cá như thế nào, tượng trưng có thôi. Hello Mosimo, thank you. Princess, bộ móng là mà đắp lâu vậy, hình thù quá dị. Hỏi thấy anh kia hình là. Hello Ngọc Hương. Rồi lấy nó ra đi cho. Ăn trọng rồi đó hả? Hết chưa? Hết chút sư phụ ăn gì? Anh định chứ anh vô anh đi. Còn không? Còn nó đóng. Còn nó đóng. Không có cần chi nó mua. Có gì lấy. Đinh Lai ơi, cái này là mơ mây nha. Đây là mơ mây, là người cá đó nha. Hiểu chưa? Em có bao giờ thấy người cá không? Thấy phim người cá không? Thấy cái mơ mây không? Người cá nhìn ra chân dài, nó chân ngắn. Người cá này đang có gánh cái đó vô là đập là nằm chờ đó. Nhớ là khi mình bỏ hai cái này nó vào đó, vuốt nó vô này, để cho nó lấy được cái độ nhọn, chứ thôi là nó mất cái độ nhọn của mình, khi treo nó chảy ra đó. Nó mất cái độ nhọn của mình. Nhớ thì tại sao này nó lại bị nóng. Nóng ha. Cái thằng treo này nóng. Chứ nó mạnh quá mà nó có 30 giây à. Don't touch the monitor. Goodbye. Ok, xong một bên này ha. Mình qua bên đây. Này nó phải con eagle mà nhìn lại. Người ta là mơ mê mà eagle gì không này? Cái này chút xíu nữa mình sẽ làm thêm một cái hai cái mấy cái tuy đi ở trên nữa. Cho cái móng cho cái móng như này nè. Mình vừa chưa tới nơi. Máy này có bị dỗn. Máy này dỗn. Cảm ơn sư phụ nhiều lắm. Liên Lương. Rồi. Mình coi này.
Hello Tracy. Tại vì mình làm này để mình chia ra hai cái ranh giới thì mình làm để vẽ cái làm cái bông ở ngay giữa. Nhớ mình chữ lên này. Nhớ mình làm lúc nào cũng phải hết, mình chờ cái bột nó vừa nó lắng xuống từ từ nó mặt nó mờ đi thì mình làm ra nó mới đẹp được. Còn mà cái mặt bột nó còn ướt á, ướt á làm nó sẽ không đẹp. Bông cái đây á, nhớ xoay nó, đẩy nó ra ha. Cái này làm thì nhiều khi nó cũng hơi tỉ mỉ chút xíu, nó hơi lâu chút xíu, đâm ra mình phải chờ cho bột nó khô thì nó mới đẹp được. Đẩy nó ra bên đây này không? Đẩy nó vào lại bên đây này, để nó tràn cho nó tràn ra ngoài khúc phía bên đây. Đó. Có cục khác nó bỏ vô lại. Nhớ là lúc nào cũng phải thấm vô cái khăn đó, cho nó cái khăn để cho nó mất cái bớt nước đi đó. Đẩy nó ra này ha. Đó, đẩy nó vào bên đây là. Này đứa này vòng là cho thằng vòng ngay giữa này. Quay ngay giữa ha. Where Rodriguez, where am I located? I'm in Florida, but I mean I travel into a different city and do. Trở lại. Cái này làm cứ phải chờ thôi. Này bắt đầu mình có thể là mình đưa nó vào ngay giữa cái mình vuốt nó xuống này. Mình sẽ đưa cái hướng của mình muốn kéo cái bông đó. Mình kéo cái lá nó chạy theo cái hướng nào mình sẽ nắn nó như vậy đó. À, nắn ra như vậy, nó sẽ chạy theo như vậy. Sau đó mình mới đè hai góc này mình ra. Okay. Thằng khùng này, mày khùng quá, tao cho mày đi luôn cho rồi. Mày khùng vừa phải thôi. Tào lao. Mình có làm con starfish.
Đúng rồi, anh thấy. Lấy cái nào đâm được. Lấy cái đầu bi á. Đâm bi lấy này, đâm bi nhỏ. Em làm lấy nào đâm được. Đánh sù á. Ừ. Còn không biết mình thấy anh lấy này. Muốn cho nó lên trên xuống giữa này cho nó u u lên con này, nó mới giống. Starfit nó có 2-3 màu, một màu nữa nha. Mà bắt đầu mình mới ấn lên bên cây đó này. Cây đó lấm như này, đánh như này nè, chấn dưới là chấn này. Nó tạo là những cái su su lên như vậy nè ha. Cái này cho đẹp hơn nữa. Đúng rồi. À, màu vàng luôn mà chơi cho đáng luôn. Xin được nổi cái này lên. À, có cái thuốc có B&B không? Dạ không. Dạ. Cây còn nhỏ. Cây còn nhỏ số 10 chị ha. Của chi sổ chị ạ. Có dẻ. Có dẻ. Có dẻ này không biết đây có bán không? Có. Có mình nhìn. Mấy chục năm lầm cây xô là mấy đốt anh phải đem hết đồ gì đấy những cái gì anh xài. Thế coi không thì là không được, có dụng cụ sao là không được. Thì Florida ở Orlando. Ở Orlando. Bên này hả? Bên này hình như là mình đang ở đây không biết mình mấy giờ ta? 4 giờ là phải. 5 giờ, bên đây mình 5 giờ. Dạ, dính lại hi khùng khùng quá Thắng Trần ơi. Anh cho nó đi về cõi thiên thu rồi. nó vô nó nói tầm bạ. Anh biết nó quên uống thuốc thoát cốc rồi xong hết rồi. À thằng này không thoát cốc nữa. Bây giờ anh chỉ cần mà cuticle oil rồi. Không, mình không cần bỏ tuy đi lên nữa. Ờ, cái gel rồi, xin lỗi, có cần. Đúng rồi đó, hay. Tại vì đó là cái gel á. Nó là cái gel, nó không thôi là nó sẽ không khô, đúng rồi, quên đi. Hơi đèn chứ mình không cần đúng rồi. Ờ, mình chỉ không có, mình chỉ có hơi đèn cho cái ngón đó thôi. Hơi đèn thôi. Đèn bạn ơi.
Bên đây thì bên đây là ok rồi, bên đây là xong rồi này ha. Bên đây xong mình bỏ ấy vô thôi. Quen. Quen. Tinh quen. Chị. Dạ. Biên phải không? 165. Cho lên nữa thôi. Ha, vậy. Đây, cho nó vào đây. Đưa sát thằng này. Cái này hả? Mấy chai đó mấy đồng? Chai nó nhớ nhưng mà nếu mà mình xài cho tiện mình sao. Vậy mình mua cái loại bự kia kìa, cần gì phải nói. Đâu cần phải mua nói đâu. Đẹp quá. Găm tỉ quá mà. Mình sao chứ? Mình coi nè, mình lẹm vô. Rồi vô bay vô nè. Ừ. Táp vô miếng. Rồi chụp hình. Giờ là xong là chụp hình thôi nha. Chụp hình. Chụp hình. Làm thì để tới giây phút này. Là mấy bạn nhớ là mình phải cho cái cuticle dầu nó vô nó sạch. Trong 6/16. Lông, nó lên. Nó tái mới nhỏ nhỏ, nó là bự nè, đây cho chị. Làm gì? Làm cái xong cho em đó.